Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục tin tức mỗi ngày. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chúng tôi. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Nam ca sĩ nhảy lầu tự tử do nợ nần tiền bạc. Liên quan đến vụ nam ca sĩ rơi từ tầng 10 của một tòa nhà xuống đất tử vong, Công an phường Láng Hạ, Hà Nội đã cho biết nguyên nhân ban đầu là do nợ nần tiền bạc. Vào khoảng 3 giờ ngày 24 tháng 7 năm 2017, sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội đã có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời chỉ huy đơn vị đã báo cáo vụ việc lên cấp trên. Sau ít phút, lực lượng chức năng đã có mặt để khám nghiệm hiện trường. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định là Lê Văn Tính, sinh năm 1988, quê Phổ Yên, Thái Nguyên, hiện đang tạm trú tại một căn hộ trên tầng 10 của tòa nhà xảy ra sự việc. Cán bộ điều tra cho biết, Tính được các bạn bè xác nhận là một ca sĩ nghiệp dư. Anh sinh sống tại một căn hộ cùng một người bạn chuyên hòa âm phối khí trong một số chương trình ca nhạc. Cũng tại nơi đây trước khi đi Sài Gòn lập nghiệp, ca sĩ Lệ Rơi sống chung với hai người này. Theo nhiều người bạn của Tính, những ngày gần đây, nạn nhân có biểu hiện buồn chán liên quan đến những khoản nợ nần bị thúc ép. Chiều ngày 23 tháng 7, Tính và người bạn cùng phòng có về quê để lo công việc. Đến đêm muộn, chàng ca sĩ trở lại căn hộ và có gọi bạn gái là người yêu đến tiếp tục than buồn phiền về việc nợ nần. Đến khoảng 3 giờ đêm, Tính dù được bạn gái và bạn cùng phòng khuyên ngăn, nhưng anh vẫn vùng vằng đòi chạy xuống dưới đường để đi đâu đó. Lúc này, chị Quy báo cho bảo vệ tòa nhà đến để hỗ trợ. Tuy vậy, chỉ trong một giây phút quyết định, Tính đã nhanh chóng chạy thẳng ra khu vực ban công của khoảng trống giữa hai tòa nhà AB rồi lao thẳng xuống dưới. Đại diện Công an phường Láng Hạ cho hay, qua các tài liệu thu thập được, đặc biệt là video an ninh của tòa nhà, cho thấy toàn bộ diễn biến như trên. Vì vậy, cơ quan chức năng bước đầu xác định anh Lê Văn Tính tự tử do nợ nần. Sau khi được tin, gia đình nạn nhân đã đến xác nhận, từ chối khám nghiệm tử thi và xin được đưa thi thể anh Tính về quê mai táng. Theo quan sát của phóng viên, nơi nạn nhân nhảy xuống tử vong là khoảng trống giữa hai tòa AB của tòa chung cư. Vị trí thi thể nạn nhân nằm trên tầng 2, khu khoảng trống này được ngăn bởi tấm trần bằng kính chịu lực.